Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay mang tên là Austin Ring của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Mình sẽ cho hình chữ này vào đây nhé. Chữ R. Tiếp theo là vòng đỏ. Và sẽ là phần vòng đỏ to. Sau khi mình sẽ ghép và nút cái chữ Austin vào đây. Austin Reed. Mình thấy vòng này nó vẫn nhiều ngắn so với cái phần tay của mình. Mình sẽ ghép thêm một vài cái vòng đỏ nữa. Sau khi đã có được cái phần dây có hạt vòng và cái chữ rồi thì các bạn sẽ cắt cái kim đi nhé. Và bước tiếp theo là mình sẽ buộc cái phần dây này vào. Đây sẽ là một cái chiếc vòng tay với tông màu tím. Austin Reed, chiếc vòng tay với
những cái vòng màu đỏ. Mình đã hoàn thành xong cái vòng tay này rồi.